anh chị, tôi đang có mặt tại phân khu Sao Biển. Và đây là một sân phân khu sở hữu đến hơn 3.200 sản phẩm về shop house. Và ngay phía sau lưng tôi là một sản phẩm shop house sở hữu lâu dài, vị trí cực kỳ đẹp, một căn góc với 3 mặt tiền. Và ở đây chỉ có những căn rất đặc biệt. Xin giới thiệu tới anh chị một sản phẩm sở hữu lâu dài và với vị trí vô cùng đắc địa là một căn góc. Như anh chị nhìn thấy đây, sở hữu đến 3 mặt tiền. Một mặt tiền ở đường Sao Biển, đường nhánh của Sao Biển. Một mặt tiền chúng ta sẽ ở đường mặt góc này để chạy thẳng ra kia, chúng ta đi bộ đâu đó khoảng 200 bước chân là đến Vincom. Và vị trí góc 3 mặt tiền này thì mặt tiền rộng lên đến 21m. Diện tích đất của căn Sao Biển này, căn shop Sao Biển góc này có diện tích đất là 142m² đất. Trong đó thì chúng ta có thêm một cái phần xẻ khe ở phía hông đằng sau nữa. Diện tích xây dựng của căn shop house này với chiều cao lên đến 4 tầng 1 tum thì sẽ là 423,1m². Và cái điều đặc biệt ở đây thì chúng ta có thể thấy vị trí góc, cái mặt tiền chính để anh chị có thể kinh doanh là cái mặt tiền chính giữa này. Còn chúng ta sẽ có thêm một mặt tiền ở bên hông. Đặc biệt hơn thì cái vị trí của căn shop house Sao Biển này thì nó rất là đắc địa. Lý do là gì? Lý do là anh chị vừa có thể để ở, vừa có thể kinh doanh với cái vị trí đối diện với cụm tòa văn phòng cao 10 tầng của Vinhome. Đây là quỹ đất làm tòa văn phòng. Lui phía xuống phía dưới này chúng ta có những cái sản phẩm, đó là shop house thương mại dịch vụ cũng như là cụm trường học của VinSchool. Còn ngay phía sau này nữa thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm về shop house thương mại dịch vụ, cũng như là chúng ta đi khoảng 200 bước chân thì chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại Vincom Megamall lớn nhất miền Bắc của Vingroup. Và đây là một sản phẩm cực kỳ đặc biệt. Với cái diện tích đất lên đến 142m² thì chúng ta có thể thấy là cái phần đất của căn nhà nó sẽ chia lùi ra từ cái phần xây cho đến ra cái giữa vỉa hè này đâu đó khoảng 3m nữa. Đường của hai bên thì sẽ là đường 13m, lòng đường 7m và vỉa hè mỗi bên 3m. Đây anh chị có thể nhìn thấy cái vỉa hè bên hông rất rộng. Lý do là cái vỉa hè chính ấy thì sẽ là từ chỗ tôi đang đứng đây hất ra ngoài khoảng 3m. Và từ đây hất vào trong căn nhà mình là sẽ đất của căn shop house Sao Biển góc này. Và với diện tích đất lên đến 142m² thì đây là một sản phẩm có diện tích đất lớn cũng như là vị trí vô cùng đắc địa để chúng ta có thể kinh doanh, chúng ta có thể để ở, vì nó đối diện với tòa văn phòng này, mở nhà hàng hay mở quán cà phê các thứ rất là tiện và gần Vincom nữa. Và chủ nhà trước đây thì đã phải bỏ ra lên đến hơn 20 tỷ đồng để sở hữu sản phẩm này, nhưng với thời điểm hiện tại những tháng cuối năm 2023 thì chủ nhà chuyển đổi mục đích đầu tư và đang để lại cho anh chị với giá bán cực kỳ tốt, đâu đó là chỉ 19 tỷ đồng. Và anh chị nào cần một sản phẩm shop house góc, có thể nói là phiên bản giới hạn nằm trong cái quỹ shop house khoảng hơn 2.000 sản phẩm của phân khu Sao Biển, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về Sao Biển, shop house Sao Biển góc đối diện với tòa văn phòng này. Xin chào và hẹn gặp lại.